Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đại úy Trần Xuân Phương, Phó đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Lý do tạm đình chỉ là để làm rõ vụ việc xô xát với người dân tại phường An Thạnh, thành phố Thuận An từ phản ánh của dư luận. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ. Trong đó có một người đàn ông được cho là đang công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Người đàn ông này có giơ tay, đánh vào một người đàn ông khác, sau đó giữ tay khống chế một phụ nữ. Theo trình bày của bà T trên trang Facebook cá nhân, bà T cho biết khi bà đi xe về nhà mẹ ruột thì thấy trong con hẻm có hai ô tô đậu chiếm lối đi, nhưng khi được nhắc nhở thì nhóm người chủ xe xảy ra xô xát với vợ chồng bà T. Một người đàn ông trong nhóm chủ xe có nói mày ngon thì cứ gọi công an lên đi, tao công an này. Công an tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc khẩn trương xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.